Những ngày gần đây thì các hàng quán tại thành phố Hồ Chí Minh thường mở ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Đặc biệt hơn hết thì có một cửa hàng bán tàu hũ ở thành phố Hồ Chí Minh có hình thức khuyến mãi tặng giá trị hóa đơn tối đa lên đến là 100% khi mà khách hàng hôn môi và 50% khi mà khách hàng hôn má nhau. Ngay lập tức thì chương trình khuyến mại này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khách hàng. Một quán ăn bình thường như mọi quán khác. Thế nhưng nó mang cho những người đến đây những cảm xúc đặc biệt. Hôn nhau sẽ được giảm giá hóa đơn lên đến 100% cho lần ăn sau là chương trình khuyến mãi đặc biệt mà quán ăn này thực hiện để thu hút khách hàng. Đầu tiên thì tụi mình rất là tò mò khi mà đến đây thì vừa rất là hứng khởi nhưng mà cũng hơi ngại một chút. Tại vì lần đầu tiên thì có một cái chương trình được tổ chức một cách công khai trên quy mô lớn như vậy. Nhưng mà cảm thấy cũng khá là vui. Khi khách vào quán ăn sẽ được nhân viên phục vụ giới thiệu về chương trình đặc biệt này trước khi chọn món. Thể lệ tham gia chương trình khá đơn giản và thú vị nên thu hút rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Thấy nó lạ mà nó mới cho cái cộng đồng giới trẻ bây giờ. Mình thấy lạ với lại nó mới mẻ tại vì chưa có quán nào mà tổ chức được chương trình như thế này hết. Mình cũng rất là bất ngờ khi mà có cái chương trình này, mà ban đầu mình cũng thấy ngại lắm vì cũng nhiều người mà. Là nhân dịp mà dân sinh rồi chuẩn bị sắp Tết và để gọi là tri ân khách hàng, khi mà có những khách hàng người ta đã gắn bó với lại bên chủ cửa hàng mình cũng 4-5 năm rồi, thì nhân những cái dịp đặc biệt này thì bên cửa hàng cũng muốn có một gì đó để tri ân khách hàng, thì mình thấy giảm giá hay gì đó thì nó cũng quá là gì đó, nó hết sức là bình thường rồi, cho nên mình nghĩ sao mình không tổ chức một chương trình gì đó mà nó gọi là nó về mặt tình cảm hơn. Cái điều mà rất là may mắn á thì trong vòng khoảng cỡ mình nhớ là chính xác là khoảng cỡ 2 ngày đầu tiên thôi thì cái số lượng người tham gia rất là đông, và cái điều mà mình vui nhất á là mọi người rất là hào hứng khi mà tham gia, rồi mình có một cái là mình lưu trữ lại được những bức ảnh đó và chụp lại những cái khoảnh khắc đó, và mình sẽ gọi là gửi tặng cho khách hàng, và khách hàng cũng muốn nhận được những tấm ảnh đó, và sắp tới thì bên cửa hàng của mình sẽ gọi là sẽ in những tấm ảnh ra để tặng cho khách hàng luôn, và đó là những cái trải nghiệm mà nó rất là thú vị. Đôi bạn thân trao nhau nụ hôn của tình cảm bạn bè, đôi nam nữ trao nhau tình yêu của tuổi trẻ, cũng có nhiều bạn trẻ khá ngại ngùng nên chỉ hôn tay và chấp nhận với 25% khuyến mãi cho lần sau. Không chỉ vì mới lạ, giá cả hợp lý, mà đây còn là món quà độc đáo, gắn kết yêu thương trong những ngày cuối năm. Những quán ăn đặc biệt và thú vị như thế này đã đem đến cho Sài Gòn một phong vị rất riêng, không trộn lẫn vào đâu được.